Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay Vượng giới thiệu với cả nhà một viên topaz nha các bác nhé. Cắt phát xét, cắt hình trái tim cực khủng nha các bác nhé. Trọng lượng là 54 carat. Mặt dây chuyền siêu VIP nha các bác nhé. Đây này, em đang quay ngoài trời để xử lý sự được lấp lánh của viên đá nha các bác nhé. Trời đang âm u và nó vẫn lấp lánh như này. Viên này 54 carat, topaz xanh London, xanh nước biển nha các bác nhé. Cắt ra trái tim. Thích hợp là mặt dây chuyền được sưu tầm nhớ nhé. Đẹp long lanh, đẹp long lanh nha các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu muốn giao lưu thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333, 0922 314 333. Trái tim topaz này các bạn. Vâng, anh chị em nào có cùng sở thích mà đam mê về đá quý cũng như là đá phong thủy thì có thể là đăng ký kênh nha các bác nhé. Đăng ký và giao lưu các món hàng và lại shop nha các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video.